Dạ, Phong Số Mốt xin kính chào cô chú anh chị đã đến với trên kênh Phong Số Mốt. Dạ hiện bây giờ đây nha, mà cô chú để Phong Số Mốt cô chú anh xem. Đó, gia đình giờ đang cái sửng sòn cái gì? Trứng gà, thịt gà là luộc nha bà cô chú ha. Dưa hấu. Trái cây đây là có mít nha bà cô chú ha. Ngon nhất là mít trong này đầy đủ hết nha. Rồi nói chung là quá hạn luôn, cái gì cũng có trong đây, nước uống nè, bạc nè. Đó. Thì hôm nay lễ nha bà cô chú ha, giờ mình đi ra ngoài biển biển Đông đi tìm 63 ngàn tỷ ra ở đâu ngoài biển Vũng Tàu gì đó, đó. Của cô Lan cô gì đó nha bà cô chú. Đó giờ mình bắt đầu nè, hành lý nè, đi đó, xe tới cho bà con chú phải không? Không phải hả? Đúng rồi, xe tới. Đi đó, giờ phải tay xách nách mang đồ gái rồi, đóng cửa đồ lại nha bà cô chú ha. Quay hơi chóng mặt rồi coi cô chú nữa đó, đẩy ra nha bà cô chú. Đó, mang ba lô kìa, đẩy ra phòng số 1 sẽ đóng cửa nha. Đây đi kìa, đi ra ngoài rồi. Vũng Tàu thẳng tiến nha bà con cô chú, đi tìm kho báu. Rồi, rồi phòng số 1 chỉ sách như đây thôi chứ không có ra, không có sách nhiều. Đó, lên đường, let's go. Sáu ba ngàn tỷ đang chờ đón chúng ta. Thì hôm qua xong phòng số 1 có làm cái sân kìa nha. Làm có khúc à, đi xong rồi bữa nay xong rồi mai về làm tiếp. Rồi đây xe đang chờ sẵn mà cô chú ơi. Bữa nay thứ hai, bữa nay là 20, bữa nay 29 tây không em? Bữa nay 29 tây đó, đi phải lấy xe rùa đẩy cho bà cô chú ha, chứ không có nặng quá mà. Cái cây đó gồm có mấy thành viên nè, đây coi ra ngoài kia rước mấy thành viên kia nữa. Đây bà nội đây, hello, chào bà nội. Giờ sao bà nội có đủ sức khỏe mà đi bơi ra ngoài biển tìm 63 ngàn tỷ không? Không không không. Thôi được coi, đi bộ đội hả, chứ không có đi tìm mà 63 ngàn tỷ à? Nghe nói ngoài ngoài biển á, biển Đông á, biển biển Vũng Tàu gì mà có rồi được coi. Đây là trường lái nha mà cô chú ha, an cư gần nhà con số 1. Dạ. Đó, sắp tiếp ra nữa. Đá với cháo, cái hồng đó là hồng cháo nha mà cô chú ha. Cháo ai em? Cháo trứng gì nè. Dạ. Đây. Đóng cổng, đóng cửa là lại. Phá lại là chốt cổng lại. Chốt. Cho phá lại. Rồi cái là mình tạm dừng để cái mình đi ra ngoài mình ghi tiếp nha mà cô chú ha. Còn đi rước em nữa với cháu nữa. Rồi. Let's go. Lên đường. Đây không thì sao? Gì má? Đang phá cửa mà. Let's go. Lên xe thôi bà con cô chú ơi. Ôi ơi. Mình tạm dừng để đi nha. Đó, ông tài xế bắt đầu chuẩn bị leo lên di chuyển nha mà cậu chú ha. Rồi thẳng tiến chúng tao. Quẹo phải ra quẹo trái nha mà cậu chú ha, quẹo trái vòng ra giúp em với cháu nữa. Ây da. Là mình tạm dừng đây, mình ra ngoài mình ghi tiếp nha bà cô chú ha. Dạ, sau khi quanh qua quanh lại thì cũng quẹo vô đây nữa, lại đến nhà của chú Sáu nha bà cô chú ha, chở ra đứa em đi mình đi cháu. Dạ. Ở đây là khu khu Mỹ Phước 1 nha bà cô chú ha. Dạ.
cái gì? À, uống rượu cô. Giờ có uống rượu bà cô này quạnh vô. Dạ dạ. Lục lạc quá. Đây, nhà em trước mặt em bà cô chú ha. Sao mà không có ai đi rước ta cả? À, cười ra. Xuống là đón khách. Ừ. Ừ, rồi. Con cháu gái kìa, cháu gái bữa nay hơi xinh nha bà con chú, lâu lâu nó xinh bữa chứ không phải như là con bữa ngày nào cũng xinh. Đây thêm một nhân vật nữa nè. Bữa sao bữa nay vậy luôn, sao cái tình hình bữa nay là mình đi Vũng Tàu nha bà con cô chú. Đi Vũng Tàu lắm, mình đi tìm 63.000 tỷ của bà cô Lan. Sao Ben đi nổi không con? Nói hả? Rồi, đất ơi, chứ bà nói. Rồi. Rồi. Đó, lên xe hết rồi nha bà con chú. Rồi, chào khán giả cái đi Ben. Rồi, chào khán giả con. Rồi. Em. Oh, oh. À, chỉ mình chào chào sơ sơ thôi, chúng tôi xuống dưới mình chào cho kỹ nha bà con chú ha. Dạ. Yeah. À, điện thoại xịn luôn á. Bởi vậy vô thấy bé nhận nó càng ngày càng đẹp hơn là cũng do nhờ điện thoại xịn nha mấy nhận ha. Đi chơi không quên học bài nè. À, đi chơi không quên học bài. Ủa bữa nay mình đi tìm vàng, mình đi xuống biển mà mình 63.000 tỷ mình đi đâu mà chơi? Bữa nay đâu phải được cuộc đi chơi đâu. Hả Ben, con nghĩ sao về vấn đề 63.000 tỷ? Khó lắm hả? Mà không biết giờ ở biển nào con, biển Vũng Tàu hay biển nào, biển Đông hay biển nào con? Con không biết. Con không biết luôn hả? Rồi rồi. Con biết là con giàu rồi ha. Ừ rồi. Giờ sao ta? Giờ kiếm gì cho nhẫn nằm ta? Rồi rồi, let's go ha, mình ở đây mình xin tạm dừng đây, mình tới giới mình ghi tiếp nha bà con chú ha. Rồi, let's go. À dạ, Phong 61 xin chào cô chú anh chị ha. Bây giờ thì Phong 61 đã có mặt tại trường cao đẳng An Ninh Nhân dân 1 nha bà con chú ha. Đây nhà con của Phong 61 đây, bên cạnh đây về hai chú bộ đội này luôn nhầm cô chú ha. Chú này thì bên cháu trong đây còn ha. Dạ rồi, ai trung đoàn móc mặt mà ai trung đoàn móc ở trung đội đúng không? Dạ thì xe được vô trước nhưng mà cô chú ha, mình đi vô sau. Đây là chỗ bộ đội nhưng mà cô chú ha, xe được vô trước. Thì mình muốn vô thì phải có bộ đội rước mình mới vô nha bà con chú ha. Con mình rước mình mới vô được. Dạ thì đang xuống đồ nha bà con chú ha, chứ không phải đi Vũng Tàu rồi. Dạ cũng không phải là đi kiếm tiền tỷ gì nha bà con chú ha. Dạ bà con cô chú mình cũng thông cảm ha. Dạ vui mà. Tèn tèn tèn. Rồi đem đồ vô. À thì khi nãy ra thì lấy xe rùa để ra, còn bây giờ vô thì tự khiêng vô chứ không có xe rùa. Dạ đằng kia thì bộ đội đang đá bóng rồi bà cô chú ha, đang đá bóng là vui quá trời quá đất luôn. Đây để Phong 61 này đó, đang đá bóng nha bà cô chú ha. Đó, khá là vui ha. Dạ à, wow đó là quá trời vui gặp bà cô chú, quá vui luôn. À, giờ Phong 61 xin chào cô chú ha. Rồi bây giờ thì đoàn đạn đi tiến hành đi vô nhưng mà cô chú ha. À, có hai chú đội kìa. Hello, xin chào. À. Hello, xin chào. Chào bà nội luôn nha. Chào. Giờ
Dạ, Phong 61 xin chào nha. Dạ, bây giờ thì đã bài biển xong hết rồi con chú ơi. Đã bài biển xong hết rồi. Rồi, nào là thịt, nào là cá, gì tùm lum hết ha. À, trái cây mít nè, xài có mía nữa nha con chú ha. Mua hả? Rồi, cái đầu đụng vô cái tay. Ben chào khán giả đi Ben. À, Hư chào khán giả con. Chào mọi người. Rồi. Hello. Hello. Bà nội luôn. Đây ơi. Hello mọi người. Chào, à, chào con. Chú Ba, chú Tư, chú Năm, chú Sáu, chú Út. Chào anh em dòng họ Quỳnh, chào mấy đứa em nha. Chào cô Phổ Hận. Cô Hận, Phổ Hận. Cô Phổ Hận. Phổ Hận rồi chào bà Sáu. Chào bà Sáu. Chào chào chú Hải, chào cô Hai Phới luôn. À, cô Phổ Hận cho gửi nè. Cảm ơn cô đây. Cảm ơn cô. Rồi. Rồi, bắt đầu giờ mình dùng tiệc nha mọi cô chú ha. Chào ông nội. Chào ông nội luôn, có ông nội coi luôn. Có đũa không? Coi đã. Nè bỏ chè bỏ ấy ra, bỏ đá ra con. Bỏ đá cho người đi. Nè đá ra con. Đổ nha. Bởi vậy có khẩu trang mà quên gỡ ra bởi vậy chào không biết ai. Nóng lắm cài nóng cho chảy mỡ quá. Ben nãy có chào hết chưa Ben? Chưa, chào lại đi con. Con chào mọi người. Ai? Con chào bác hai, ba, bác tư. Dòm đây lên, dòm đây nè chào con. Cô Út. Rồi. Cảnh nhớ cái bút anh dậm không? Cái nào? Anh Hùng bị thầy ăn chỉ quá rồi chặn mặt luôn. Nghe thấy tối. Dạ. Bữa nay sim sống lại hả? Ghê vậy hả? Tự khôi phục luôn hả? Dạ thì Phong 61 cái gia đình mới vừa dùng xong nha con chú ha. Đây cũng còn những người chưa ăn xong đây, đây những người mặt chưa ăn xong. À, hôm nay vắng lắm nha mà con chú ha. Mấy mùa khi thì đâu. À, đây thì hơi vắng. Lần thứ hai ha con chú ha. Hồi hồi đi thăm bộ đội thì bữa chủ nhật. Dạ. Hôm nay thứ hai cũng vắng ha. À, đi thăm bộ đội đợt này là bữa cuối nha mọi con. Ơi nó văng đâu vô đồ ăn con. Bữa nay bữa cuối. À, xong rồi sẽ còn mấy tuần nữa là sẽ bộ đội sẽ đi. Bên ba tháng quân trường đã kết thúc ha mọi con ha. Lần hai tháng rồi, còn tháng nữa. Thấy đi con, giỡn hoài. Cô Lệ chào cô Hiền nữa, còn cô bà cô Hiền nữa. Cô Hiền, rồi hỏi cô Hiền ai ta kìa. Cô Hiền, chú Mặt, ông Hải. Ờ, đúng rồi. Chào Hiền, ông Hải, về Trang, Tư, cậu Tùng, cậu Tiến, cậu Kiên, cậu... Rồi. Quá trời đó. Anh em nhồng họ lê nha. Đó, anh em nhồng họ lê luôn nha bà con chưa. Chào phải cho hết chứ để quên. Facebook của biết hai mà. Giờ thì mắc là mất cái đền 800 mấy. À. Dạ. Thôi mình giữ hết đi, chừng nào không đòi phải trả, không đòi được về. Cái gì mà tắt cho con bắt phải. Nó đâu có vô mình làm cái gì. Xấu quá, mình tránh đi lấy giờ chồng đi. Dạ đúng rồi. Ôi, ông nội bị sao kinh da anh nè kìa. Tỏ. Ngủ mới dậy. Ngủ mới ngủ dậy, ngủ từ lúc xuống tới giờ mà. Xuống nè, ngủ đây. Né xong à.
Không xin chào cô chú chị đi về thôi. À, quay tiếp người ta đi. Đoàn giờ chuẩn bị đi về, đang đi về nha cô chú ha. Dạ, lên xe đi về cái trường đây. Em dâu thứ sáu. Hello thầy. Hello bà nội. Chú rồi. Cái đằng kia kìa hư. Nếu mà gan thì đó, đâu trên nào? Cái chỗ bà nội bữa đấy. Bye bye, bye bye. Chụp hình tắm coi. Đứng đứng sắp xếp vô chụp hình tắm đi. Một tháng nữa gặp lại. Đứng sắp vô chụp hình tắm cho má ơi. Em sắp vô, sắp vô. Lẹ lên. Thôi. Thôi ơi, thôi thôi. Đây 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 đây, dòm lại. À, đây đây đây, dòm qua đây, dòm qua đây. Đẹp quá bà con chú ơi. Rồi 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 rồi, được rồi. Rồi lên xe. Có gì? Bye bye. Cái gì? Cái gì con? Cho ai? Sao? Ê, không được. Không, được, đợi cái áo lại, đợi cái áo lại. Không, phải đi vậy, chặt cắp. Phải không? Không vừa. Có báo động rồi đó, nhét chỗ đâu nhét. Rồi, được rồi, rồi. Anh Đạt. Dạ. Rồi, bye bye. Ở nãy giờ chơi với anh em, chở vô anh. À, dạ đến đây Phong số 1 xin kết thúc clip nhờ con chú ha. Thì cuối clip Phong số 1 xin chúc tất cả bà con cô chú mình được hết thật nhiều sức khỏe, thật nhiều may mắn, thành công trong công việc. Dạ bye bye, xin chào cô chú.